Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ bảy nha anh em. Em tiếp tục lên sóng vài món phụ tùng nữa ha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. Số điện thoại để liên lạc là 0933 207 208 nha anh em. Đó. Rồi, đầu tiên em bán cái dè màu đồng, dè sao. Nó sơn riêng rất là đẹp ha. Đó, còn lại cái màu này chỉ còn duy nhất cái dè nên em bán cho anh em giá bộ đội luôn là 500 nha, có luôn trắng bùn nha. Đó. Quá đẹp ha, màu đồng mà cỡ này là đẹp rồi ha, 500 ngàn thôi, có luôn trắng bùn nè. Rất là dày luôn nha, có cao su đầy đủ. 500 nha anh em, về sau, màu đồng nha. Anh em gắn 70, 90 ok, tại vì đối với cái dòng này thì nó có không có tem đuôi. Đó, nên mình gắn nó dễ lắm, cứ mua giày ráp vô thôi. Rồi, đây có một cái boe này thì anh em xài 70, 90 ok hết luôn. Em bán là 400 ngàn nha, rất là đen luôn. Đen tự nhiên nha anh em chứ không phải bị khò lửa ha. Cái nào mà bị khò lửa thì nó nhìn nó ghê lắm. Đó, 400 nha. Anh em xài 70, DD gì muốn xài xe nào xài. Đó, 400 ngàn có luôn lưỡi trâu. Rồi, đây có một cái nắp nồi rất là đẹp luôn. Cái nắp này em bán là 900 ngàn. Đây, tem vàng nha. Cái này anh em nhà có 82 hoặc 81 á, đời trung trung á, vô là ngay hại luôn. 900 ngàn nha. Rất là hiếm nha anh em, không phải dễ kiếm đâu. Đó. Anh em cứ tham khảo nha, những cái dòng đời thấp mà nắp nồi cỡ này là cũng thuộc dạng là đẹp chứ không có xấu ha. 900, đặc biệt là cái ron rin nè còn nguyên luôn thì rất thích hợp để mình về hai lòng đổi dạ đồ ha, bùa phép này nọ đó. 900. Rồi, ở đây có một cái nhông 16, cái này thì em bán là 300, rất là hiếm nha anh em, lâu lâu mới được cái ha. Nhông này thì anh em nào mà đi xe 90 á, thì thường thường xe 90 mà ba số nó sẽ bị dư máy thì anh em mua cái nhông này về để vô. Đó, tại vì chuẩn của thằng 90 là nó 15 39 nên nó hơi bị dư tí xíu thì mình mua cái nhông 16 này về mình để vô thì chạy nó dịu là được tí xíu ha. Anh em cứ để ý cái những cái dòng xe 90 là chạy ở trên cái phần đồng hồ nó dễ bị rè tại vì nó dư máy quá đó. 300 ngàn nha anh em, lâu lâu mới được một cái nha, hàng đồ chơi nha, không có dễ có đâu. Rồi, đây em còn một cây bô Goshi 50 rất là đẹp luôn. Bô này siren đẹp nha. Bô này thì nó không có mè nha anh em. Đó. Rất là đẹp ha. Cây bô này em bán cho anh em là 1 triệu 6 thôi. Có luôn bát bô ha, nước sirin nè. Đó, heo xe thì cỡ này là quá đẹp. Tại vì mình chơi hàng heo xe thì nó phải có tì vết nha anh em, chứ anh em mà đòi không tì vết rất là khó. Tại vì cái hàng nó đã qua sử dụng nó ít nhất là cũng trên 2 thập niên ha. Đó, nên bắt buộc nó phải có này nọ thôi. Đây, quan trọng là cổ đẹp nè. Đó, cổ đẹp ha, mặt dưới. Mặt dưới thì nó có xét những cái này không đáng kể nha anh em, tại vì hàng heo xe thì có nhiều cây á, thì mặt trên nó xấu nhưng mà mặt dưới thì đẹp, còn cái này thì nó nằm ở dưới thì cũng đâu có ai mà chui xuống đây dòm đâu, miễn sao là không một lũng nước si rin nè. Đó, ngay đây có bị cắn nhẹ tí xíu nhưng mà nằm ở dưới nha. Đó, 1 triệu 6 thôi nha, cái này anh em lên xe là bao cọp luôn này. Đó, tại vì nó nằm ở dưới, khi mình lên xe thì mình chỉ coi được đó nè. Đó, anh em thấy không, khi mà lên xe anh em thấy không, đâu có ai mà rảnh để chui mà nhìn từ dưới lên đâu. Giá 1 triệu 6 là quá im luôn á. Đó, xì sáng bóng luôn nè, cực đẹp. 50 nha anh em mà 70 chữa cháy vẫn được nha, nhưng mà mình vòng vòng cà phê cà pháo thôi chứ đi xa thì nó cũng không tốt cho máy ha. 1 triệu 6 có luôn cái bát nè. Rồi, đây có một bộ cốt bát, rồi rất là đẹp. Bộ này em bán là 700 ngàn nha, cốt bát nè, có luôn hai bát tân sơn đẹp. 700 ngàn nha anh em. Đó, 700. Anh em nào chơi cúp từ 93 đổ lên thì lấy bộ này ha, rất là đẹp. Rồi, hai cái xi nhan trước của hàng 86 đời cao nha, xuất sắc nha. Hai cái này em bán là 800, tuyệt đẹp luôn nha, không có mè mụn gì hết nha, rất là đẹp. Đây này, này đó anh em thấy không, sáng trưng luôn, đèn lồi ha. 93 đổ lên thì nó chuyển qua xài cái này hết, còn 92 đổ trước thì nó xài bằng sắt si. Nhược điểm của sắt si á, là khi mình dặn mấy cái này ra nè là nó bị tuôn luôn, y như nó xét trong đây á, mình dặn ra là nó bị tuôn luôn, phải phan tùm lum la hết. Còn sau này nó đổi qua cái này là không có bị lỗi đó nữa. Nó sắt si thì chuyên gia bị cái lỗi đó luôn là phải phan bỏ. Đó, cái này thì không bao giờ bị ha. Đó, 800. Rồi, đây có một bộ đầu lòng dên 50. Đó, cái bộ này thì em bán cho anh em 1 triệu thôi nha, gồm có nè, dên, bê tông, ít tăng đa, có không bao im bao khói. Đó, đây có sơn cam bánh xe lồng. Đó, ốc chân lồng. 1 triệu thôi nha, anh em nào cần coi hình thì cứ nhắn bên Zalo rồi em sẽ gửi hình qua cho coi cho nó dễ ha.
tại vì bán có 1 triệu giá quá im nha anh em, đầu lòng dên của thằng 50 mà có 1 triệu à. Hoặc là anh em mua về anh em chỉ cần lấy cái đầu này thôi, anh em ụp vô, ví dụ xe mình nó xe 50 ở nhà đang kêu, hoặc là nó đã lên cốt, hoặc là đã xì khói hay gì, thì mình mua cái này về kêu thợ nó ụp vô thôi, lấy bê tông ụp vô thôi thì dư được cái dên. Chứ bây giờ anh em mà rút cái đầu ra đi sấy xúc bắp rồi đi làm này làm nọ thì nó tốn có một đống tiền nhưng mà nó không có ngon. Còn cái này là quá im luôn nè, đó 1 triệu thôi. Đó, anh em mua về để vô cái là im ru luôn. Với lại cái đầu này thì đầu kho nên cái nước nhôm nó lên móc đẹp lắm, nó không có như xe Việt Nam đâu. Đó, anh em cần coi hình bộ này thì nhắn Zalo em gửi hình, coi được thì lấy ha. Rồi còn một cái gấp 70 đó, rất là đẹp luôn. Đó, gấp này em bán là 1,2 triệu nha. Gấp xanh dưa, xanh dưa mã màu J117 ha, tem rin còn nè, nước sơn rin. Đó, anh em mua về sơn là cũng được ha, 1,2 triệu nha. Mua về sơn là cũng được, rồi sau đó mình mua cái gập gác chân mà của rim Thái á, hàng mới á, giá có 160 à, rất là tiết kiệm chi phí luôn, nó nhìn nó cũng đẹp lắm, mình gắn cho mình xài đỡ ha. Đó. 1,2 triệu thôi. Đó, nước sơn rin. Rồi đây có một cái Muro rin không một lũng nha, cái này nó hơi bị sét, anh em bán là 200 thôi, anh em về xịt sơn lên là xài, tại vì cái nằm cái này nó cũng nằm ở trong cái lườn xe nên không thể nào thấy được. Giá nó im nữa có 200.000 à. Đó. Mấy cái lỗ này là chỉnh hết ha, ốc rin đầy đủ nè, không một lũng gì hết ha. Về xịt lớp sơn lên là xài thôi, giá bộ đội mà. Rồi đây có một cái sọ khỉ của hàng 86 nha, em bán là 250, đầy đủ ốc nha. Rồi, đây còn một cái cặp lốc giữa của Custom 50 nha anh em, có đề cặp này em bán giá bộ đội luôn là 400.000. Đó, nhiều chiếc xe anh em Custom mà mình cái con ốc hâm nhớt nó bị tuôn á, hoặc là nó bị nứt cái lốc giữa thì mình mua về mình lấy cái lốc giữa thôi là đủ tiền rồi. Đó, 400.000 thôi. Cần coi hình nhắn bên Zalo em gửi hình nha. Cặp lốc giữa Custom 50 có đề 400.000, giá rẻ tại còn cặp bán xả hàng luôn. Đó, anh em chỉ cần mua về lấy mấy cái ruột ở trong thôi là đủ tiền rồi, lấy mấy cái con báo mò đồ, mấy cái bơm nhớt đồ trong là đủ tiền thôi, giá quá rẻ luôn. Rồi đây có một cái bẩn 86 đây. Bẩn 86 bẩn trắng nha, bẩn này em bán cho anh em là 1,8 triệu. Đó, nó bị nè, nó bị nứt đeo xíu, bên đây cũng vậy luôn, nó bị hai bên nha anh em nè. Cái này thì anh em về đi hàng lại là xài thôi, nó bẩn là bẩn trắng đầy đủ nắp luôn nè, 1,8 triệu nha. Cái này mà không bị cái này thì bán phải trên 2,5 triệu. Đó, giờ nó bị hai cái này nè, rất là nhẹ luôn, chưa cạo chưa đánh bóng lần nào nha anh em, có thể gọi là bẩn cợp á, tại vì cái bẩn này bẩn trắng mà nó còn gì cui à, không có cạo, không có đánh bóng lần nào hết, nó chỉ bị lỗi nhẹ vậy thôi, quá là im luôn ha. Đây xúc sắc 1,8 triệu nha. Rồi đây em có một cái bẩn Custom hàng heo xe, cái này thì em bán là 2 triệu, đúng hàng háo xe nha anh em. Cái này thì nó cũng bị lỗi tương tự luôn, đây viên đầy miếng nữa nha, nhưng mà hàng heo xe thì cỡ này là quá đẹp rồi anh em thấy không, hai nắp nè, cái này dính dơ nha, không có răng nứt gì luôn ha, đúng hàng heo xe, rất là giá trị. Anh em nào muốn chơi mà hàng heo xe thì chơi cái này nha, tại vì cái áo á, mà mình mặc lên người mình vài tháng thì nó cũng banh ta lông à, nói chi là cái bẩn nó gắn trên một chiếc xe nó chạy tùm lum hết, với lại nó đã trải qua mấy chục năm rồi thì bắt buộc cũng phải có những cái lỗi nhỏ này ha, nhưng mà nó không đáng kể, miễn sao là cái phần nhựa nó chưa có bị răng nè, anh em thấy không. Đó, Custom có đề nha, đúng hàng heo xe, có đát đàng hoàng luôn đây. Đó, anh em thấy không, có đát đàng hoàng luôn ha, 2 triệu nha. Đó, cái này 2 triệu. Rồi anh em có nhu cầu món nào cứ alo cho em. Chào anh em.